Rồi, xe cổ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, rồi, xe vai. 1, 2, rồi tiếp đi, mọi người tiếp đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, rồi, xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, rồi, xoay cổ tay cũng chưa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, rồi, xeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, rồi mình xuống nè. Mình xuống, mình sẽ nghiêng người qua nha. Nghiêng cái vai của mình qua một bên. Rồi, 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, rồi mình khép gói lại mọi người ơi. Có lại suy gói nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, rồi. Dây chân ra, xoay khớp gối từ trong ra ngoài nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, rồi. Mình vô bài luôn nha mọi người. Thì hôm nay bài mình học sẽ là bài 11 của nhóm 2 ha. Nhóm thì mới ra. Bài cũng mới luôn. Thì mình sẽ bắt đầu tập từ phút điểm 2. Rồi. Rồi, mình có... đầu tiên hàng, lấy đầu tiên hàng cho nha, là ba nhịp đầu tiên. Tiên là mình để tay phải lên má trái, mình để tay phải lên má trái rồi mình đẩy ra. Một, đầu của mình sẽ nghiêng về bên phải, đúng rồi, đi. Một nè, rồi ngược lại tay bên kia. Nhưng mà lúc mà mình đẩy ra xong, đúng không, đẩy ra xong thì đầu mình vẫn giữ, xong mình hạ xuống, tay bên kia đẩy qua. 3, 2 chưa, lại nha, là 1 nè, 2, 3, 3 cái, lại nha, 5, 6, lại nha, 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, rồi lại, 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, rồi, 3 cái đúng không, rồi mọi người sẽ lấy hai tay nè, mọi người đưa ra, chậm qua bên phải, hai tay chậm qua bên phải, chân trái đưa ra, chưa? Rồi, rồi sau đó mình, cái bàn tay của mình sẽ xoay. 1, bàn tay của mình sẽ xoay. Nè, đây là 1, 2, 3. 3 nhịp ha, là mình sẽ đưa từ giữa, mình đưa lên là 1, 2, 3. Đúng rồi, rồi lại nha. Lại từ đầu tới đó nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi nhịp thứ 7 đây ha, tới nhịp thứ 8. Nhịp thứ 8 mình sẽ co lại, mình kéo. Mình kéo. Rồi mình đánh lên. Kéo và đánh. Đúng rồi, rồi. Là đây. 1, 2, 3. Rồi, kéo. Bùm. Rồi mình đánh là mình sẽ nhấc chân lên ha. Nè, bùm. Rồi. Lại từ đầu tới đó nha. 5, 6, 7, đi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi, lại nha mọi người, lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, nói một chút ha. Là cái khúc này nè, mình đánh lên xong thì chân mình giữ một chút. Chân mình giữ một chút ha. Khoan hãy đưa nha. Đánh lên, rồi hạ, rồi mới giảm. Rồi, lại. Lại nha. 5, 6, 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok. Có ai không được mà? Ai không được cho tay nha. Ai không được bấm cho tay nha. Để chỉnh nha. Rồi, lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi, ok. Rồi mình thử nhạc xíu nha. My job is to make rồi, để mọi người để xíu. Because yeah. Students have a lot. Mọi người nghe vậy không? Có ai nghe không ạ? À? Nghe cho tay nha. Rồi, ok. Rồi, mọi người nghe nhạc thôi nha, mọi người nghe thôi nha. Rồi, nghe nhạc thôi nha. Chưa, nhạc thôi nha. Rồi, làm thôi nha, giờ mọi người làm thôi nha. Rồi, mọi người nghe nhạc nha, nghe nhạc nha. Lên tiếng nha, ai không được lên tiếng nha. Rồi, cho mọi người 30 giây nha, ai không được lên tiếng nha. Rồi, mai hết đúng không? Mai mình tiếp luôn nha. Rồi. Cũng ơi. Đang đây đúng không? Đang đây, bùm đúng không?
Dạ dạ nghe nghe chị ơi. Ừ, em thử đứng ngược lại làm một lần, chị nhìn thử xem là cái tay chân như là phải đứng ngược như này á. Xong. Sao chị? Em ừ, lúc nào em chị đứng thử, đứng thử ngược lại một lần đấy, xong rồi em làm để chị xem là tay chân à, như nào. Ừ. Ai rồi? Dạ rồi. Rồi, lại nha. Là đi là tay phải nè, tay phải mình sẽ đặt hóa trái nè. Đi nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình được chưa chị? Được chưa? Ừ ừ ok hơn rồi đó. Ừ. Rồi ok. Rồi mình thử lại nha, mình thử lại với em nha. Rồi mình thử lại với em nha. Đi là 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi ok, em tiếp luôn nha. Rồi ok. Rồi, mọi người, mình đang đây đúng không? Là mình đang đây 8 đúng không? 8, mọi người hạ chân xuống. Hạ chân xuống là nhịp 1 á, nhịp 1 là bỏ, bỏ là hạ chân xuống, xong mình sẽ đi. Đi là cùng tay cùng chân là chân phải và tay phải, chân trái tay trái nè, là đi lên một góc nha. Mình đi lên một góc xéo lên là 1 2 3. Có 3 nhịp hay là mình đi từ 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 dưới lên đi. 1 2 3. Đi từ thấp lên cao ha. Là mình lúc mình đi là mình sẽ khởi chân nè. 1 2 3. Được chưa? Rồi lại. Từ đây nha, từ đây nha. Từ đây chứ. Từ đây. Kéo, đánh, hạ, đi. 1, 2, 3. Rồi lại. Từ đây. Kéo, đánh, hạ, đi. 1, 2, 3. Rồi, ok. Lại nha. Một lần nữa. Từ đây. 5, 6, 7, đi. Kéo, đánh, hạ, đi. 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3 đây đúng không? 1, 2, 3 đây rồi. Thì mình sẽ đánh ngực. Mình lên đúng không? Mình lên là mình sẽ đánh ngực. Bụp, bụp. Là, mở rồi đánh. Để nha là, bụp, bụp. Nhanh. Là, dài, đi. 1, 2, 3, bụp, bụp. Rồi, được chưa? Rồi, lại nha. Rồi, ở đây hạ chân nè, hạ chân 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, và 4, 5, 6, đúng rồi, lại nha, 5, hạ chân, 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, và 4, 5, 6, đúng rồi, rồi, một lần nữa mình ghép từ đầu nha, 5, 6, hạ chân, 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, và 4, 5, 6, rồi ok, rồi để đọc nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, có ai không được không? Có ai không được không ạ? Rồi, ổn đúng không ạ? Ổn phải vậy xem. Ý lộn mọi người rồi chỉnh lại cái đã sai rồi, khúc này chưa tới khúc này khúc sao rồi à, là mình đi lên 1 2 3 4 đúng không, 1 2 3 4 rồi mình sẽ đá chân trái tay phải mình lên để đi bùm, là dùng cái lực đá nha, bùm rồi nó là vậy đi 1 2 3 bùm. Rồi, quay lại để cho mọi người hình dung nha. Nó là vậy. Đi, 1, 2, 3, bùm. Đúng rồi, rồi. Bùm đây đúng không? Bùm ở đây rồi. Mình sẽ luồn, mình sẽ bỏ chân trái xuống và mình luồn tay phải lên. Vậy. Vậy đúng không? Thì cái bàn tay mình sẽ mở. Bàn tay của mình sẽ mở. Rồi sau đó mình sẽ hai nhịp. 1, 2.
có hai nhịp là 1 2, nhịp 2 là đã đóng rồi nha, nhịp 2 là cái tay mình đã đóng rồi. Rồi sau đó mình sẽ hạ cái bàn tay này xuống và cái người mình hướng lên là đi 1, như là mọi người nhướng rồi vậy, 1 2, nhướng lên xong rồi mọi người sẽ dứt khoát xuống nha, là 2, là chân sẽ quỵ xuống, đang nhướng lên là chân đang thẳng đúng không, rồi mình sẽ hạ xuống, bùm, chân quỵ, đúng rồi, chân quỵ. Rồi lại nha, lại tới đây nha, lại từ hạ chân nha, 5 6 7 đi, 1 2 3 và 4 5, năm chưa, 5 rồi, 6 7 và 8, nhướng xuống, đúng rồi, cái này nhướng này là mọi người sẽ hơi tay cao chút xíu nha, tay cao hơn đầu chút xíu, là tay mình đang đây nè, tay mình đang hơn đầu nè, mình hạ mình nhướng lên nè, là tay ngay miệng mình, rồi sau mình giật xuống, bùm, đúng rồi, rồi lại nha, 5 6 5 6 7 đi, 1 2 3 và 4 5, rồi 6 7 và 8, 1 và 2, đúng rồi, rồi như này, trời ơi bà ơi, bà vô mà bà không nói điên con đi bà, trời ơi tức ghê á. Chị Lan Anh ổn chị? Ủa chị bị ngược tay hả? Ờ chị cũng không để ý nữa. Để em quay lại cho em. Bà này tên gì thầy? À 11 nha. Số 11 trong tiếng Anh. 11. Rồi, mình lại nha mọi người. Lại từ khúc hạ chân nha. 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, và 4, 5, 6, 7, và 8, và 1, 2, rồi, lại nha, chân nè, 5, 6, 7, đi, 1, 2, 3, và 4, 5, 6, 7, và 8, và 1, 2, chị Lan Anh, mình làm nhướng, mình đang đây, mình nhướng lên, mình đang đây đúng không, rồi mình hạ, mình đang đây rồi nè, rồi mình nhướng lên rồi mình hạ xuống, giống như là mình được đút trang vậy đó. Rồi. Chị đang ngược với em á chị, tay phải của em nè, là em sẽ đưa qua bên trái, rồi xem nhướng lên xuống, rồi được chưa chị, rồi tiếp nha, rồi tiếp thì mọi người tiếp luôn nha, tiếp khúc sau, ha bên rồi tới đây, ở mặt tới đây rồi thì mình sẽ luồn tay phải qua và đánh không phải nha, lên 1 nè, là mình lúc mà mình luồn xuống á là cái không phải của mình qua bên phải, không phải mình qua bên phải, tay của mình sẽ phải liên tục nên là 1 2 3, là nó sẽ là phải trái phải, hay là mọi người đánh không là phải trái phải, cái khúc này mọi người tùy nha, tùy là mọi người đứng thẳng hay là mọi người đứng không thì đều được ha, nè. Nếu mà thẳng là dày 1 2 3, còn nếu mà nghiêng chút là 1 2 3, tùy mọi người ha, mọi người thấy cái nào đẹp thì mọi người có thể làm cái đó. Rồi cái này thì chị Trung thì sẽ chỉ là đứng thẳng cho mọi người, hay là 1 2 3, rồi lại nha, đang đây ha, bên là hạ này nè, hạ rồi xuống, tay xuống không qua phải nè, 1 2 3, đúng rồi, để chân mình sẽ bước hơi lùi về phía sau một chút. Rồi. Lại nha. 5, 6, 7. Xuống rồi nè. Đi. 1, 2, 3. Đúng rồi. Rồi. Lại nha. Lại từ đây.
5, 6, 7 đi. 1, 2, 3. Rồi. Linh Linh ổn vậy? Rồi, ok. Rồi, lại nha. Lại từ phút này. Rồi, mình từ đây ha. Từ đây đánh lên. Từ đây nè, từ 7 nè. 7, 8. Rồi, hạ. 1. Bỏ 2 nha. 3 và 4 đi lên. Đúng rồi, 3 và 4 đi lên. Rồi, 5. 5 đánh ra. 5. Rồi, luồn 6 nè. 6, 7 và 8. Rồi, 1 và 2. Rồi, xuống nha. 3, 4, 5. Đúng rồi. Rồi, nói luôn nha. Cái khúc này nè, là mọi người đi học nhưng mà cũng phải hơi đi ngừa một chút. Là nói vậy nè. Chứ không phải là đi học không. Là đi hâm người cũng lên. Là cái hâm mọi người nè, hâm mọi người lên đúng không? Đánh thì cái người cũng phải đi theo. Lên đi theo. Đúng rồi, rồi lại nha. Lại từ đây nha. 5, 6, xuống nè. Lên, xuống. Rồi đi. 1, 2, 3. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Rồi, thử tự động nha. Tự động kéo nha. Kéo lại nha. Kéo nè, 7 nè, rồi, 5, 6, 7 đi, 8, hạ, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, xuống, 1, 2, 3, đúng rồi, ok, rồi, từ đầu tới đó nha. Rồi, bắt đầu nha. 5, 2, 1. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu nha. 5. Bị yếu quá. Trên đây mình ráng coi nha. Ráng coi sau đó mình sẽ lên nhóm mình coi lại cái clip thầy gửi lên trên đó. Thì trên đây ráng coi nha. Đến coi chút xíu. Đến coi đi. Xíu nha. Rồi. Đi từ đầu nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Và hạ 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và tầm 1, 2, 3, 4, 5. Ok, rồi một lần nữa nha. Rồi, 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và hạ 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8 và hạ 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Rồi mọi người ổn không? Ổn thì mình đi tiếp nha. Có ai ổn không? Thôi cho đi nhạc cái nha, cho đi nhạc cái cho quen. Rồi. Nghe nhạc mọi người. Ok. Rồi, chậm nha. Rồi, mọi người khoan nhảy nha, nhìn cái nha. Rồi, đó là vậy nha. Rồi, mọi người dạ theo nha. Rồi, mình sẽ vô từ khúc này. Vô nha, thủ sẵn đi. Đi, hạ một. Đi, hạ.
lại nha. Cho mọi người đi từ đầu luôn để vô nhịp dễ nè. Từ đầu nha, từ đầu nha. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1. Đi, 1, 5, xuống. Rồi, lại mọi người. Lại nha, lại nha. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chậm hơn xíu nha, có người không kịp. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, hạ, 1, 5, đi, 1, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 3. À, ok. Xin đi ra sớm mà. Ok em. Tối mình coi lại bài nha, tối mình coi lại bài trên nhóm nha. Rồi, em có thể ra. Rồi, mọi người lại nha. Rồi, chạy mọi người. Rồi, 5, 6, 7, vô. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, đi, 2, 3, 4, 3, lên, xuống, qua. Rồi, ok. Rồi. Lần nữa nha, lần nữa mình chỉ nha. Cho quen cái nhạc thôi. Nghe cho biết cái nhạc thôi nha, rồi từ từ sẽ cho mọi người nhanh lên. Rồi. Mình đang ném màu để tiếp nha mọi người, tiếp nha. Tới đây rồi. Tới đây thì mọi người sẽ... Rồi. Mọi người đang này đi, 1, 2, 3, 3 rõm không? Mọi người sẽ bước chân trái về. Bước chân trái về thì đồng thời tay nè, là cái này nè, cái nãy á, là bùm bùm. Là mở đóng. Mở đóng thì giật nha, bùm bùm. Rồi lại. Lại đi từ đây nha, 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, bùm bùm. Đúng rồi. Rồi tới đây thì mình sẽ bước chân phải làm sao? Bước chân phải làm sao? Tay trái hạ xuống. Cái tay phải của mình nó sẽ đẩy lên cái đầu. Rồi mình sẽ đẩy nó về. 1, 2,
hai cái là đi là một hai chưa một hai đúng mọi người rồi lại nha thì đây nha 5 6 7 đi 1 2 3 bùm bùm đi 1 2 rồi hai cái đúng không 1 2 thì mình sẽ bước chân phải ra rồi mình chỉ lên rồi mình hạ về trọng tâm này được chưa mọi người rồi mình sẽ về trọng tâm này rồi sau đó mình sẽ bước chân phải lên bước chân phải thì đồng thời tay của mình sẽ đánh lên nè đó sẽ là tầm 1 tầm 2 tầm 3 đi là tầm 1 tầm 2 tầm 3 cái bài cuối cùng là chân phải dặm và tay phải cũng đưa lên đó là phải trái phải ha là phải nè phải trái phải trái phải là chân thì là trái phải nhịp thứ ba là 1 2 3 cái chân thứ ba cuối cùng là xem bên phải thì ta là 1 2 3 có ba cái đây là 1 2 3 ba cái là 1 2 3 lại lại mọi người lại từ khúc này 5 6 7 đi 1 2 3 bùm bùm đi 1 2 3 rồi xuống 1 2 3 bộ lộn oh my god là nó là nó vô không oh my god cái này nó hơi khó để em xem nó là 1 2 3 ba lại đây ba đây thì ba như vậy đây là 1 2 nó là vô là oh my god là đã được đó à được đó mọi người coi không được không rồi rồi lại nha từ đây 5 6 7 đi 1 2 3 4 đi 5 6 7 là đây rồi nè 7 là tay phải với chân phải lại cũng phải cùng một hướng rồi nè chân thì là mình đi nhịp nên mình đi nhịp kép là 1 2 3 đi oh my god thì tay của mình nó sẽ đi 1 2 3 4 5 6 nó sẽ đi chạm với chân một xíu thì là 1 2 3 rồi thì cái đó sẽ có clip để cho mọi người tập lại ha giờ mình biết trước vậy ok rồi tới đây đúng không tới đây rồi thì là mình sẽ co chân phải lên đồng thời ngón trỏ của tay trái mình chỉ ra mình chỉ vậy cùng hướng luôn mình đang hướng bên thì cái người mình sẽ hơi khom xíu người hơi khom một xíu đúng rồi rồi mình sẽ đẩy hẳn tay luôn nè là đang đây rồi bùm bùm dày đúng không dày bùm đẩy nè đang là 1 2 3 bùm bùm gần đúng không? Rồi lại nha. Lại từ đây. 5 6 7 đi. Oh my god. Rồi, bùm bùm. Đá hẳn ra luôn, đúng rồi. Lại lên nè, bùm bùm.
bạn này, bạn này đúng không? Bùm bùm co lên, bạn này co chân phải lên, tay tay trái này, tay trái này nghiệm không? Bùm đẩy ra, đúng rồi. Rồi, rồi mình đi từ đây nha, mình đi từ đây thử nha. 5 6 7 đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 rồi mình đi. Oh my, oh my god. Rồi, rồi, rồi. Co lên, đẩy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi lại nha. Mình còn 2 lần 8 nữa là mình sẽ hết. Ủa, chưa hết bài đâu. Còn 2 lần 8 nữa là hết khúc 1 ha. Từ đây nha, từ đây lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đi. Oh my god. Bùm, bùm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Đó là oh my god. Chân thì đi liên tục á, chân thì đi liên tục á, nhưng mà tay thì nó đi hơi chậm xíu. Nó đi hơi chậm một xíu. Nhưng mà cuối cùng á thì phải vô cái chữ số 3. Đó là 1, 2, 3. 3. Cứ kết cuối cùng là cái tay bên phải chỉ có 3 cái thôi nè, chỉ có 3 cái tay thôi. Tay là có 3 cái bên phải thôi. Cái cuối cùng bên phải. Rồi. Lại một lần nữa rồi mình chỉ tiếp nha. 5, 6, từ đây. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 1, 2, 3, 3, rồi, 4. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, đang đấy mà, đang đây. Đang đấy mà, thì mình sẽ hạ chân xuống và mình bước chân phải ra. Bùm bùm, mình hạ chân phải ra. Chân phải thì mình chân khuỵu hơi khuỵu xíu ha, hơi khuỵu. Rồi mình sẽ đánh từ tay phải ở dưới. Tay phải ở dưới. Rồi tay trái lên. Tay phải, trái. Đó là phải, trái. Mình đánh từ thấp lên cao. Nhưng mà mình sẽ đánh từ giữa qua bên phải. Nè, là mọi người đang ở đây đúng không? Rồi hạ nè. 1, 2, 3, 4. Lại có người đáng đây, đáng đây. Cô lộn, đang lộn chân, lộn chân. Lộn chân. Rồi hạ nè, đi. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, là mình sẽ đi từ giữa bụng. Mình sẽ đi từ giữa bụng là tay phải nè. Tay trái, rồi phải, rồi trái. Thì cái tầm nó sẽ ngang vai và hơi ngang cổ một chút. Rồi, ok, lại nha. Lại từ khúc này nha. Lại từ đây. Tà 4, rồi, đi, 5, 6, 7, 8, đạp hơi khủy nha, lại, đạp, tà 4, rồi, 5, 6, 7, 8, đạp từ khủy nè, khủy mình đi, thấp lên cao, đúng rồi, rồi, lại nha, lại từ đây, lại từ đây, tà 4, đi, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Rồi, một lần nữa. Một lần nữa. Đây. Tà. Tà. 4. Đi. 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Rồi. Rồi, tiếp nữa nha. 7, 8 đấy, đúng không? Khoan để xem. Rồi, mọi người tới đây đúng không? Tới đây rồi. Tới rồi, thì mình sẽ bước chân phải lên. Bước chân phải lên, nhón mũi. Đồng thời, cái tay của mình, tay phải nó sẽ là dày nè. Tay phải nó sẽ là dày. Đúng rồi, thì mọi người để nghe mắt. Để nghe mắt. Thì cái hông của mình, nó sẽ đánh lên nha. Không phải, không phải của mình sẽ đánh lên vậy. Đang đây đúng không? Bùm, rồi đánh lên.
Tính lên đúng rồi. Thì cái này hơi khó xíu nha, hơi khó xíu. Thì là mình sẽ hất cái phần hông này qua bên trái hai lần. Bùm bùm. Là cái hông mình đang lên cao không? Mình sẽ đánh về bên trái hai lần. Bùm bùm. Đúng rồi. Rồi khoan giữ, khoan từ từ. Hai cái ở hông rồi chỉ thích nè. Lên một cái, lên. Rồi hạ. Hạ đây, đem hông. Rồi mình đánh lên bên phải. Hai cái. Bùm bùm. Hai nhịp nha, hai nhịp nha. Đang đi hạ. Nè. Bùm bùm. Đúng rồi. Rồi nó là vậy nè. Bùm bùm. Bùm 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 bùm. Hơi rắc rối xíu, hơi rắc rối xíu đấy nhớ. Đó là trái lên xuống, phải. Nè, trái lên xuống, phải. Rồi. Tới đây nha, tới đây các mọi người sẽ bước chân phải ra. Bước chân phải ra, tay đi ra. Tay phải đi ra. Cắn hình. Cắn mà mình đưa tay ngay miệng nè, cái đầu mình không có nghiêng nè, là mình đang bùm 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 đấy đúng không, rồi đưa ra bùm hình, cắn mạnh nha, hình cắn mà giật cái người luôn á. Ừ, hình cái mình phải nghe được cái đầu mình giật nha, hình cái đúng rồi là hết khúc đầu tiên. Còn khúc sau thì đến ngày thứ tư mình sẽ tập tiếp. Mình sẽ đi từ khúc này nha. Từ đây 5, 6, 7, đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Rồi đi bụp lên xuống phải đúng rồi, rồi đi ra cắn hình đúng rồi. Rồi lại nha lại từ đây, lại từ khúc này 5 6 7 đi 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi đi phải trái lên xuống phải đưa ra cắn. Rồi thử nhanh xíu nha, thử nhịp nhanh xíu nha. 5 6 7 đi 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 đưa ra phải, lọn trái lên xuống phải đưa ra hình. Cái khúc này nó hơi khó ha, cái khúc này thôi mọi người tập chậm dần sẽ quen, còn không thì cứ xuống cứ nhúng xuống nhúng lên nhúng rồi lên lại. Thì cái này là cho ai không làm được theo cái là trái. Rồi, nếu mà sửa lại thì nó là vậy. Nó là nhúng, lên xuống. Rồi lên lại, bùm bùm. Lên mà cũng phải nhúng nha, bùm bùm. Rồi, lại. Nó là nhúng, lên xuống, lên. Rồi, thì cái đó là chỉnh cho mọi người không lắp được cái hông ha. Đúng rồi. Vi Huỳnh đúng rồi nè. Rồi. Lại nha. Lại. Ok, mấy giờ ta? Ồ, qua cho mọi người. Thôi mình nghỉ khoảng 5 phút đi. 5 phút cái. Cho mọi người nghỉ 5 phút cái. Quên coi giờ. À ok chị, không sao.
Mình đi lại từ từ đây 5 6 7 đánh bùm đi 1 2 3 4 5 6 7 và 8 và hạ 1 2 đi 1 2 3 bùm 4 5 6 7 8 và tà 1 tà 2 tà 3 tà 4 5 6 7 8 8 à, bổ sung thêm nha mọi người, bổ sung thêm là nãy cái này quên, đây đây này đúng không, đây đây rồi mọi người sẽ lượm về đúng không, lượm về đang đây lượm về rồi sau mình mới lên này, mới lên là đi nè, xuống trái 2 cái lên xuống, lên phải 2 cái rồi đưa ra đưa vô cám hình đúng không, là cái khúc này nè, cái khúc này nó sẽ có cái tiếng nhạc để cho mọi người nghe để mọi người biết cắm nè, là nó sẽ có cái tiếng dàn mạnh là hình cái trong nhạc nha, trong nhạc nó sẽ có. Rồi mọi người lại nha, rồi mình đi từ đây lại, từ đây lại xong đó mình sẽ đi lại từ đầu bài, từ đây 5 8 8 đi hạ 1 đi 2 3 4 5 6, 7, 8 và hạ 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, rồi đi, 5, 6, 7, 8 và 2, 3, 4, đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lên. Lên này, lên này, lên, xuống này, xuống, xuống, lên, xuống, lên, lên, rồi đưa ra, vô, cắn. Đúng không? Rồi. Rồi bây giờ mọi người coi thôi nha, coi thôi khoan, ai làm theo cũng được không sao. Coi coi nhảy, nhảy nguyên từ khúc đầu. Sorry. Rồi bây giờ mọi người đi nhạc chậm nha. Thank you.
Mọi người nghe biết cái nhạc vậy nha. Nghe biết cái nhạc thôi. Rồi, giờ cho em xin kiểm tra bài chút xíu. Kiểm tra động tác thôi, không có gì nhạc đâu. Kiểm tra động tác thôi, không đi nhạc. Nên đừng lo. Rồi, ôi, ba ngày đầu tiên. Linh Linh, Vi Huỳnh, với lại anh Thư, quách anh Thư. Đừng lo, trời ơi. Vui vẻ đi. Rồi, nghe. Anh đi chung đi, cho dễ coi. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và hạ 1. 2, đi. 3 và 4, 5, 6, 7, 8 và lên. Hạ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đi và 1 và 2 và 3. Tạ 4, 5, 6, 7, 8, xuống nè, rồi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cắt. À rồi, ok. Ok, rồi. Ba người tiếp theo, Vân Bỏ, Dương Dương với lại Mina. Rồi. Rồi vô luôn nha. 5, 6. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7. Năm sáu bảy đi. 1 2 3 4 5 6 7 ổ lộn lại lộn nhịp lại. 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 và hạ 1 2 3 và 4 5 6 7 8 và 1, 2, 3, 4, 5 là 6, 7, 8 và 1, 5 là 1, là 2, là 3, là 4, 5, 6, 7, 8 và cụ lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 8 và cắn. Rồi, lần cuối. 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 và hạ 1 đi. 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 là 6 7 8 và 1 2 đi là 1 tà 2, tà 3, tà 4, 5, 6, 7, 8 và cụ lên. 1, 2, lên, xuống, lên và đưa ra, vô, cắn. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, còn 3 phút cuối cùng, mình giãn cơ nha. Giãn cơ kết thúc tập. Rồi mọi người, mình ép cổ nha. Tay đặt lên cổ, kéo qua bên trái. Đặt cổ ép bên trái. Giữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Rồi hạ đảo xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ngửa lên. Lấy cái hai ngón tay cái đẩy lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tay đang chéo nha. Tay phải đưa lên. Tay trái bật lên. Rồi ép. Ép ra sao nha, đẩy lấy cái tay trái đẩy cái tay phải ra sao nha, nghe đau lắm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi ngược bên. Đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi. Tay trái đi lên đều làm sao. Lấy cái tay phải nắm cái cùi chỏ đá kéo. Để 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi ngược bên. Để 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Mình ép nha. Ép lường nha. Lường qua bên trái. Tay phải đưa lên, tay phải đưa lên, tay ôm bụng mặt ngửa lên nha. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đỡ bên, ngược lại. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, để về. Rồi, chân. Chân. Ép dọc nha. Rồi, ép dọc. Rồi, hạ nè. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ngửa lên sau. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ép ngang. Xuống. Xuống. Rồi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đỡ bên. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Rồi mọi đứng lên. Bắt tay chịu. Cho nó không nào. Thở, thở. Rồi. Buổi học kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À mọi người cho em xin 2 phút thôi. Cho em xin 2 phút để em quay cái này với mọi người. Mọi người biết cái trend này không? Cái trend mà đưa qua đưa lại á, cà phê quán em á. Rồi, thì bây giờ mọi người chỉ cần đưa cái tay mọi người lên trên màn hình. Đưa tay lên cho mọi người màn hình lên vậy rồi mình lắc theo thôi. Thì bên mọi người là sẽ lắc tay trái giúp em. Lắc tay trái. Đúng rồi, lắc bằng tay trái nha. Lắc bằng tay trái. Rồi sau đó mình sẽ lắc qua bên trái giúp em. Lắc qua tay trái nha. Lắc bằng tay trái và lắc qua bên trái. Đúng rồi. Rồi. Rồi mọi người đợi em xíu. Rồi bây giờ mình sẽ lắc chậm giúp em nha. Là mọi người lắc bên trái thì mọi người canh sau thì trên màn hình em lắc sao thì mọi người cứ canh theo là được. Ok. Rồi mình lắc 10 giây nha.
Rồi. Giơ sẵn lên mọi người, giơ sẵn lên luôn em, giơ sẵn lên luôn. Rồi. Em đếm nha, em đếm 3 2 1 mình lắc nha. 3 2 1 đi. Rồi ok. Ok. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi mọi người chờ clip nha, chờ clip nó lên nha. Chờ cái clip này nó sẽ lên trên fanpage. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi thì tối hôm nay sẽ có clip lên cho mọi người.